Cơn này không chạy được. Nhưng lúc nãy cơn to hơn kênh này, to hơn như này mà chạy còn phọt cả phở. Chưa, chưa có gió đâu. Bây giờ sẽ cho ra đây con diều này của chú ấy là 4 mét mấy chú? 4 mét. Cờ đảng với cả cờ quốc kỳ ấy. Đấy, lại nghe của tiếng sáo ở đâu kìa. Hay là của Bắc Hà. Đến đây mới nhìn rõ, cho anh em nhìn rõ được này. Đấy. Ở đây là nó toàn dọc thôi. Rồi đây cũng chả sợ. Đấy, bắt đầu có cơn rồi đấy. Đấy, bắt đầu cơn rồi. Nào. Chạy đi. 1 2 3. Anh em ạ, ở đây nè. Nhưng đeo dướn được gì cả. Có cái vết này rách từ trước hả chú? Mới. Vừa xong à? Nhưng mà không ảnh hưởng đâu. Treo con chó chú xong. Chỗ này mới ở đây mấy. Nhưng mà rái cho cửa. Tài lỗ. Lỏng na lỏng lẻo. Làm cái này nó hơi lỏng lẻo đúng không? Ừ. Làm mẹ cái dây buộc của mẹ như này. Không, bây giờ phải buộc chéo từ trên này xuống. Không cần. Đeo vào nhựa cứng quá. Ừ, diều quai. Ai ông ấy mới bơm dây thêm sao? Chắc mới mua dây cương sao nhỉ? Ngày hôm nay gió to thế mà cháu chả thấy có ai thả mấy. Kìa, bên kia đẩy gió vớ vẩn nhưng mà lên cao hẳn ra. Này về vá lại tí thôi là xong. Nó phiêu bay 40 thì cũng không chịu được. Các đấy chỉ trông nhỉ. nhọn nó sắc. Các đấy chỉ trông. Rách tí áo. Không sao, không việc gì. Có. Nằm bắn lưỡi. Gió to lắm nhá. Trời ơi. Đừng. Rồi, bạch đuôi. Rồi, tắt lần này lại xuống tiếp rồi. Ok, lên rồi anh em. Một mình một bầu rời. Ê. Anh em đam mê mới thấu hiểu được cái nỗi khổ khi thả diều mà mãi nó không lên anh em ạ. Thật sự luôn. Và cuối cùng nó cũng đã lên. Các bạn có thể nhìn đấy. Ok, lên rồi. Giờ ra đầu này thì chắc là để buộc vào thôi. Đấy, đang phục. Lên rồi. Thôi thế thôi, chốt thế này thôi. Cần thế này thôi chú ạ. Chốt cho bà lên. Có nó có đâu. Dây này vừa xuống cống đấy, lại trong mồm cắn. Thôi ra kia buộc thôi. Quyền nào lên đây hỗ trợ không? Buộc vườn bưởi thôi. Giờ sẽ ra phệt lốt con này nhá anh em nhá. Chỗ con này xong rồi. Cứ chỗ này mà phang thôi. Ui trời ơi, thôi. Nga. Không sao. Chân. Lên luôn. Con này phát lên luôn. Ok. Hai con diều lên rồi anh em ạ. Tôi đợt này lại tiếp tục quay diều lại. Mấy hôm nay gió to quá nên là lại đi quay lại cho anh em xem. Thì anh em nào
xem video để cho mình một đăng ký và một like video các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.